gà đéo gì. Ấy gà dê, gà dê. À bóng. Bóng là một tiền. Bóng sao nó mạnh vậy? Má đây mình được cái trâu rồi chứ đéo mạnh. Oh, mày ba sao sớm mà hay nè. Tỷ một nữa. Chưa à? Đi rồi. Quên anh không phải là con gì ra. Trời ơi, con của nào vậy? Nào đây? Không phải con gì ra. Không tỷ được. Gì đây? Được rồi. Để lấy đồ để random đồ tiếp. Đi rồi đôi giày một con nữa, một con gà nữa thôi, một con gà nữa, con người quay á cũng được. Đó là một con gà để lên hai à. Đúng vậy anh đang không có đi xin luôn mà xin mất mẹ ôi thằng trận này mà thua là cúc luôn á đi. Điệt này gặp luôn anh mà. Con kim vét bắn không được cái hai con tăng không. Bằng hoa gì. À có thằng hoa. May rồi. Hơi lâu. Ô, mà em. Hơi lâu. Trời, xúc xích cái đầm này cũng toàn là tiếng mình không à. Trời ơi, bị lắc quá, anh trôn mệt quá. Đồ tôi. Sao phải đâu, có làm gì đâu. Lấy hai con Ken rồi, con hay cần một con Ken thôi, một con Ken nữa thôi. Rồi cài mana đi nhanh. Cầm được. Rồi nghỉ game, đéo chơi được, sao đi. Ôi trời. Moana rồi. Ma Moana lẫn con. Chết rồi, anh bị ham quá. Phải ham á, ham điện ơi. Con nào luôn. Ham điện ơi. Ma cầm đồ đi xin cho luôn. Ơ hôm nay mà mà thu mình là thu luôn à? Ăn tao đi. Khá lên. Ăn tao đi hả? Khá lên. Tao còn một con nữa. Nó ăn rồi. Nó ăn rồi. Cũng mới nó ăn thật kìa. Anh còn một con nữa để sửa sai. Mua nè ba. Hawaii 2 của nó không làm gì mà Mugana 3 đâu. Trừ khi Hawaii 3. Hay là chuyện dày không? Để cho con kiểu gì bây giờ? Đây rồi, đây rồi. Con Raka đánh 2 ô mà. Tốn tiền 3 sao đầu tiên ha. Ngon này.